Hello? Hello? Did you hang up on me? Yeah! I hang up Bella and Chase and Bella. Oh, that made me so sad. Oh, I'm sad because you hung up on me. That is you sad. You made me sad. What'd you say? How's it going, baby? What do you say, JD? What did Daddy say he's sad? Sad. Say, I'm ye. I'm sad. No, I'm sorry, Daddy. I'm sorry, Daddy. Okay, I feel better. Bye. You want to go home with Daddy? Yeah. Where's Daddy? Who are you going to sleep with tonight? Daddy? No, Daddy's not here. Daddy's at home. No, phải không? Tối nay con ngủ với ai? Nữ ba. Ba đâu có đây đâu ngủ. Tối ngủ ai? Ba đâu ba. Là mày nói ba đâu có đây đâu ngủ. Ba ba. I can't see you. Can you flip the camera around? Okay, Daddy. Daddy can see you. Look like this. Okay. Yeah. I get home. Tell Daddy about your day. What did you do? You went to your friend's house. Yeah, and somebody said no to you. Yeah. Oh, somebody said no. Yeah. Oh. Did you sad? How did you take it? Did you take it well? I'm crying. Oh, okay. That's good. My day was good. I took a nap at 4 and then woke up at 6. Yeah. Did you take a nap today? Yeah. Took a nap? Yeah, oh, that's I good. Took a nap at my house. Oh, you took a nap at my white house. No, you took a nap in the car while we went shopping, remember? Oh, did you go shopping? Yeah. What did you see at the shopping mall? You see toys? What else? Did you see baby shark? Yeah. A huge baby shark. Oh, you saw a baby shark? Yeah, I saw a baby shark. Oh, wow. Yeah. That is so cool, JD. Yeah. You miss Daddy? Yeah. Can you say I miss you, Daddy? Why? Louder. I miss you, Daddy. I miss you too, honey. Say stay safe, Daddy. Yeah, I've been staying in. I went out twice on the boat, though. Oh, Daddy went on a boat ride. With that nice was. Ask Daddy, how's Audrey doing? Audrey doing? Say, Daddy, how is Audrey? I don't know. I didn't see her. I stayed inside. I stayed safe. Oh, Daddy didn't see Audrey. You missed Audrey? Yeah. Yeah. Are you having fun at Bà Ngoại Năm house? Yeah. JD. Can we go home? Huh? You want to go home? Oh. You gotta wait 10 days. We'll stay here a couple more days, okay? Yeah, a couple more. Nó muốn về nhà. You're very social, and you're gonna go in places where the person that has the COVID going, and you might get it and then give it to us. And we don't want that right now. Yeah, we gotta stay away from the house for a couple of days, okay, JD? Mình ở đây thêm vài ngày nữa mình đi về nha con. Con đừng. Just gotta make sure to play with her extra amount of time. Muốn gì con? Muốn đi về. She says she... Baby girl. My baby girl. I love you. Không. Ôi trời ơi. Hôn ba lại coi. Quá dữ luôn. Con nói ba ở nhà, con nói Daddy don't be sad. Don't be sad. We'll be home soon. Okay. Well, I won't be sad. I'll be just working. Yeah, have fun playing games. Tell Daddy, have fun playing games. Yeah, I'm here.
Yeah, muốn đi về. I think tomorrow after work I'm gonna clean out the fish tank. Okay. It's overdue for a water change, so do a water change to clean it out. Nó bay nó tự cấp máy luôn rồi. Đây mày mở cái khác cho con coi nha. Trời đất ơi, đang nói chuyện với ba mà nó bay đi. Trời ơi, nó muốn go home ông nội ơi. Daddy again, it's daddy again. Why did you hang up on daddy? JD, why you do that? Sao con làm vậy? Trời ơi, để nó coi cái ấy của nó đó có được không? Trời ơi, ba nó hỏi là gì sáng, nó nói sáng nay là nó đi shopping nè, rồi nó ngủ trên, nó ngủ ở nhà bà ngoại năm nè. Rồi nó nói gì nữa ta? Rồi hả? Ba nó muốn gì à? Ừ, chủ yếu là nó nhớ muốn ba nó muốn về đó có được không? Đứng đàng hoàng ơi. Đó ba gọi lại kìa. Cắp phone đi kìa. Kìa bắt máy ba đi kìa. Bắt nó muốn bấm nút màu green. Màu green, màu green. Vậy thôi đó. Ướng làm gì về chỉnh chỉnh nào. Nè, con mở iPad coi cho đỡ buồn đi. Mở cái này đi. Rồi đó, rồi coi đi, tiếp tục coi đi. Cho nó ngồi coi thiện đỡ buồn, con nít đỡ buồn chứ mấy đồ về nhà đó bác ấy. Con nít chơi hoặc là có iPad ngồi chứ mấy lần đồ về. Nhà bự chứ sao bằng nhà nhỏ mình vậy hả? Bà ngoại có đi đâu đi nữa, ngoại cũng về nhà ngoại thật. Dạ. Đi đâu giờ mà có đi cho đi ở villa hay đi du lịch cũng về nhà. À, về nhà dù có cái ổ heo cũng là cái nhà của mình, là kỳ cục vậy đó. Phá gì đó. Ồ, chay có biết gì không chay? Mẹ có mua cho chay cái một cái hồ bơi á để về đây tắm rồi nè. Chút nữa ông ngoại năm á hả, đem về cho con nha, tại vì mày đặt đó, ship về tiệm của ông ngoại năm á. Lẹ ghê luôn á. Ship có 2 ngày là tới liền rồi, chút nữa là cho chay cho mua đem về cho chay tắm nha. Ôi cha ơi, hồi tối hôm qua khóc nữa cô chú ơi. Mẹ con muốn về với ba, con muốn đi về nhà. Trời ơi, bữa lớn mà đi mà biết nhớ nhà rồi. Nhà nhỏ vậy mà nó nữa điện thoại nữa. Đó, Nguyễn thì bé chay đang phá nè cô chú ơi. Trời đất ơi, Nguyễn thì bé chay. Trời ơi, Nguyễn thì bé chay phá nè. Trời đất ơi, chay ơi là chay ơi. Nguyễn thì bé chay phá nè, chay ơi. Cái này là cái dưa leo của người ta. Bỏ vô lại cái thùng màu xanh cho tôi. Tiếp theo, bỏ vô cái thùng màu xanh cho tôi. Lẹ lên chị hai ơi. Nhanh lên. Cảm ơn. Cảm ơn luôn. Bà ngoại la đúng rồi. Bỏ vô rửa sạch cho tôi đi. Rồi, đúng rồi. Rửa sạch xà bông cho tôi đi. Biết làm không? Đâu, làm cho mẹ coi coi. Ôi chào ơi. Để coi biết làm không nha. Ôi trời ơi, để coi nó biết làm không nha. Ôi trời ơi. Oh wow. Đây nè, bây giờ con rửa cho sao. Bây giờ con bắn sao trúng mẹ đi nha chay. Đừng có bắn trúng mẹ nha chay. Con phải điều khiển, con cầm cái đồ đó, con điều khiển cái đồ đó. Đúng rồi, giỏi. Bây giờ con rửa tay giùm cho mẹ cái cây. Đó. Rồi, bây giờ nè, đó, con rửa sạch xà bông ha. Rồi, rửa tiếp. Trời ơi, con nó giỏi ghê chưa cô chú. Nó giống như một người nông dân thực thụ chưa. Đừng có bắn vô trong đó, bắn vô sơ trong đây nè. Yes, you can. Con có thể làm được mà, tại sao con nói con không làm được. Đó. Tiếp theo nè, đó, rửa nè, đó. Đừng có làm ướt mẹ nha. Rồi, ok, được rồi đó, rồi chơi đi. Oh my god, con đã bắn ướt người tôi rồi nè. Coi được không? Trời đất ơi, nó ướt người nó luôn rồi. Mommy, cái gì? Wash the water. Hả? Tắt nước hả? Dạ. Con bắn ướt người mẹ luôn rồi chơi nè. Coi đâu, con đứng kìa. I'm wet. Are you wet? Con bắn ướt người mẹ luôn rồi đó. Có được không?
Ủa muốn thay đồ hả? Trời ơi. Coi thôi. Trời ơi. Rồi đi vô thay đồ. Đi. Cái gì con? Mẹ giúp con thì con vô con công tử cởi đồ ra đi rồi mẹ lấy đồ mà khô cho thay. Mà con ở nhà bà ngoại có vui không? Hả? Con ở nhà ngoại vui không? Hả? Con ướt rồi mẹ biết rồi. Thì đi lên thay đồ đi rồi. Mà con mẹ hỏi này, đi ra ở nhà ngoại vui không? Ừ. Rồi ở. Muốn đi về. Ủa ở nhà ngoại vui sao muốn đi về? Đi về có ai ở nhà? Muốn về ba hả? Rồi thay đồ xong rồi đi ra. Thay đồ xong rồi. Bum bum bum. Bum búp búp bum bum bum. Bum bum bum. Bum búp búp bum bum bum. Bum bum bum. Bum búp búp bum bum bum. Trời ơi con nước không nè. Bum bum bum. Bum búp búp bum bum bum. Cậu Chánh đang qua chở thím đi chợ rồi. Ngọc ở nhà với Chay chứ đi đâu cũng chở nó theo. Mệt quá. Gì? Đi đâu? Bum bum bum. Bum búp búp bum bum bum. À. Ra thăm vườn ngoại ha. Bum bum bum. Mona như không có nhà sao? Ở nhà ngoại vui không? Vui không? Muốn đi về. Ủa sao mỗi lần hỏi nhà ngoại vui không là muốn đi về chạy? À hái trái cà chua ăn coi. Chua này ăn cũng không tới nổi. Ngọc là cả cuộc đời Ngọc chưa bao giờ Ngọc ăn cái trái này nha mọi người. Hồi bữa cái video clip mà hồi bữa Ngọc đăng cho Ngọc thử là lần đầu tiên trong cuộc đời Ngọc thử trái này luôn. Rồi. Ủa?